Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2, vẫn như thường lệ vào mỗi buổi sáng, bớt chút thời gian, giảng viên Hoàng Anh Khiêm lại dành cho chúng ta không nhiều thời gian lắm đâu, vài ba chục phút là rất quý để đưa đến cái thông điệp mới nhất, thông điệp ngắn gọn, xúc tích nhưng nó mang tính thời sự, mang tính xã hội cao và đồng thời đưa đến cho quý vị khán giả những cách nhìn công tâm, khách quan nhất và liên quan đến vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay, vừa là vấn đề dịch Covid, vừa vấn đề an ninh quốc gia, vừa là vấn đề nội chính, mà lý do chúng ta nghe cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ta thấy là tình hình nội bộ không hề đơn giản, mà ở đó vẫn đang có cái sự chia bè kết cánh và làm băng hoại đạo đức xã hội, băng hoại cái vấn đề an ninh quốc gia. Và qua buổi hôm nay, giảng viên Hoàng Anh Khiêm sẽ chia sẻ với chúng ta như thế nào với cách nhìn của một nhà làm khoa học, cách nhìn của một người giảng viên đại học và cách nhìn của một người luôn luôn nghiên cứu về vấn đề xã hội, lịch sử. Vâng, xin mời anh chia sẻ một chút ạ. À vâng. Thế thì tôi là có cái may mắn là sau năm 75 đấy, thì bộ điều động vào là các tỉnh phía Nam chi viện A đấy, là xây dựng các trường đại học cao đẳng cho hệ thống giáo dục của miền Nam sau ngày tiếp quản. Thế thì cái cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đấy không phải là những cái gì đổ nát sau chiến tranh hay là bộ đội Cụ Hồ hay là đồng bào Nam Bộ thành đồng tổ quốc vui vẻ thế nào trong cái ngày thống nhất đất nước. Thì điều tôi phát hiện ra được đấy, đó là cái folklore Nam Bộ ấy, tức là cái đặc tính của cái vùng đất phương Nam của Tổ quốc này. Thế cái lịch sử của nó là nó có tới 300 năm. Từ hồi mà quan trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vâng mệnh xuống Nguyễn Phúc Chu đấy vào kinh lược sứ phương Nam, thì ông đã thành lập ra hai cái huyện đầu tiên của mảnh đất phương Nam này. Đó là huyện Tân Bình và huyện Phước Long. Phước Long bây giờ là Đồng Nai, chứ còn Tân Bình đã là Sài Gòn anh ạ. Và từ đó đấy là hình thành cho nên cái cương vực lãnh thổ này, của vùng biên cương Tổ quốc mở rộng, đã tiếp nối cái cuộc hành tiến phương Nam của ông cha ta từ thời Lý Trần. Thế cái lịch sử Nam Bộ này đấy là nó đã có cái quá khứ đấy, lịch sử đấy của bốn quốc gia đã bị diệt vong, đó là Chân Lạp, Thủy Chân Lạp, rồi lên nhích lên phía trên đấy là Phù Nam, rồi Chiêm Thành, Champa đấy. Thế là nó là cái vùng đất cổ của bốn quốc gia tranh chấp nhau. Một bốn quốc gia này đấy là có cái xu thế tự diệt vong. Tôi không hiểu tại sao nó lại diễn ra như vậy. Có lẽ vì khí hậu, vì chiến tranh, hoặc là vì một lý do tâm linh nào đó. Cho nên là cái vùng Nam Bộ này, cách đây 300 năm nó là cái vùng tranh chấp, là cái bãi chiến trường của những cuộc chiến tranh. Thế thì khi Nguyễn Hữu Cảnh vào phương Nam đấy, là đầu tiên ông thành lập ra hai cái huyện, đó là huyện Tân Bình và huyện Phước Long, là hai cái huyện đầu tiên của cái Nam Bộ. Thì khi ông ấy vào đấy, thì cái cư dân đầu tiên ông gặp đó là cái quan binh nhà Minh, dân chúng nhà Minh lánh nạn cái thời mà bài Thanh Phủ Minh đấy, do thượng tướng Trần Thượng Xuyên cầm đầu, đóng đô ở Cù Lao Phố. Sau này thì người Hoa đấy là bị Tây Sơn đánh bạc, họ chạy về cái vùng Bến Nghé, Sài Gòn ngày nay, và lần lần quy tụ lại cái khu chợ lớn quận 5 bây giờ.
Thế thì cùng với lưu dân, lưu tán, điêu linh về chiến tranh Trịnh Nguyễn, khánh kiệt vì mất hết ruộng đất, mất người mất của những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh đấy. Thì cùng với đám lưu dân này đấy, thì ở phương Nam này còn có những cái tội đồ đấy bị đày đọa ở đây. Thế bên cạnh cái đám lưu dân đấy từ miền Bắc miền Trung kéo vào sinh cơ lập nghiệp ở mảnh đất phương Nam này, thì bốn quốc gia đã bị diệt vong, đó là Champa, Chân Lạp, Thủy Chân Lạp, rồi Phù Nam, thì hình thành lên các cái cộng đồng các dân tộc bao gồm người Champa, người Phù Nam, người Khmer sinh sống ở Nam Trung Bộ, chủ yếu là Nam Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thì Nam Bộ chúng ta gồm lục tỉnh. Thì cái công lao lớn của Nguyễn Hữu Cảnh này không phải là chỉ thành lập ra cái vùng đất mới phương Nam của Tổ quốc này, mà ông còn được suy tôn đấy là người đã xác lập được cái năm kỷ lục tỉnh với một nền văn hóa mới, văn hóa mà người Việt là giữ cái vai trò chủ đạo anh ạ. Và thế thì cái lịch sử văn hóa Nam Bộ đấy nó tạo nên một cái phôn cơ lo Nam Bộ, mà trong đó là cái nổi bật nhất đó là cái phương ngữ Nam Bộ và phong cách của người Nam Bộ. Chúng ta gọi chung là cái phôn cơ lo Nam Bộ. Tôi đã có một cái tham luận này, có gửi, hình như có gửi anh rồi đấy. Vâng. Thế thì lịch sử hình thành cái vùng đất Nam Bộ này đấy, lục tỉnh này đấy, là đã có lịch sử 300 năm. Năm 1999 là chúng ta kỷ niệm tròn 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh khai sinh ra cái vùng đất phương Nam của Tổ quốc này. Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh, quan trưởng cơ ngày xưa. Thế thì chúng ta là để cho cái màu sắc chính trị nó hay cái màu sắc lịch sử đấy nó rõ nét hơn, thì chúng ta bắt đầu từ cái cải cách tiếng Việt anh ạ. Dạ vâng. Cái cải cách tiếng Việt của mình đấy là rất là kinh khủng với nguyên âm. Vâng. Phụ âm. Cách đây khoảng vài chục năm đây, không biết là cái bộ giáo dục có cái thằng ngu nào đấy, chúng ta lại đề xướng là đưa âm e lên lên đầu thay cho ma truyền thống anh ạ. Vâng. Cho nên học trò lớp 1 đã viết như thế này, tức là kính chào các cụ e. chưa hết đấy, thì vị này còn đưa ra một cái cải cách nữa là bỏ hết chữ y trong y kret ấy. Vâng. Y kret với y ngắn là chúng ta là không biết là sử dụng lúc nào cho nó hợp lý, như là liệt sĩ hay là tử sĩ thì biết như thế nào đấy. Thì biết được quyết định này thì hàng vạn, hàng triệu các cô thúy đấy trong cả nước là phản đối rầm rầm. Trong đó có hoa hậu Mai Phương Thúy. Tức là cái tên đang đẹp mỹ miều như thế trở thành một cái tên không ngửi được, đúng không ạ? Vâng. Cái tiếng Nam Bộ đấy đã trở thành cái phương ngữ độc đáo của dân tộc từ hàng trăm năm nay rồi. Hiểm nỗi là do cái cách phát âm này, cho nên là rất nhiều từ bị viết sai, đọc sai. Cách phát âm người Nam Bộ rất là khác. Trên một chương trình TV đấy, có một em phát thanh viên đã đọc bản tin thời sự như thế này: đồng chí bí thư thành ủy đã khẳng định thành phố chúng ta đã vượt mức chi tiêu 6 tháng đầu năm trong việc quy hoạch quá, hiện đại quá bán đảo Thủ Thiêm. Quy hoạch quá, hiện đại quá. Họ không đọc được chữ quy hoạch. Vâng. Quy hoạch.
quy hoạch hoặc là quy hoạch hoạch đó. Vâng. Đồng chí bí thư thành quỷ. Thành quỷ, quỷ. Thành quỷ. Đúng là bí thư thành quỷ thật. Vâng. Lão còn học ở miền Tây đấy, đến thăm nhà học trò của Minh đấy. Thì ông bố là đãi một con cá lóc to đấy, 3-4 ký đấy. Luộc thôi, luộc hèm tức là cái bã rượu đấy, à và gói bánh tráng với lại dưa leo bánh tráng rồi là mắm nêm cái bộ lòng bỏ ra đĩa nó phải nặng thế là 300-400 gram và, lớn lắm. Thế nó trịnh trọng cắt ra là 3 cái phần đều nhau chia cho mỗi người và nó nói với tôi là thưa thầy cái này vào gọi nhập tiệc nên mà thầy xoay trước là lỗ mũi bị ăn trầu đấy tức là nó cực ngon đấy. Thế tiệc đang vui thông bố gác đũa hỏi thầy người nước nào mà nói tiếng khó nghe vậy tôi mới đáp thưa bác con ở Hà Nội ạ. Ông cười thảo nào nghe thầy nói tiếng Việt không có gành năm bộ đang phát âm được chữ R. Vâng. Thảo nào mà thầy nói tiếng Việt không có gành. Thì ra theo bác là mọi người dân ở vùng sông nước này đấy luôn tự cho mình là người Việt. Vâng. Thế còn Huế, Bắc Kỳ là nước ngoài rồi. Vâng vâng. Là nước ngoài. Hồi xưa dân nước ngoài, dân Huế với dân Bắc Kỳ nó ghét lắm. Vâng. Gọi là xâm lược này. Nhưng ít lâu sau tôi còn hiểu ra một điều nữa là còn có nước Bạc Liêu, nước Sài Gòn nữa. Đúng vậy. Nó gọi là cái đặc trưng của những cái anh bưng biển, các anh biên thùy, rồi những anh võ biển. Và người ta chỉ thích là sinh cơ lập nghiệp ở một cái vùng biên cương, gọi là biên cương riêng của người ta. Chứ nó không vì cái gọi là lớn lao là quốc gia, dân tộc. Nói đến cái từ quốc gia, dân tộc, mời các anh về Bắc Kỳ sống. Vâng. Anh nói đúng đấy. Tức là phân biệt vùng miền Nam Bắc đây là chúng ta trước kia là đổ tội cho thực dân Pháp là chia để trị. Vâng. Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ. Thế mà theo tôi thì nó là cái đặc điểm về khí hậu. Vâng. Thiên nhiên khí hậu về cái nước đấy. Nước ăn, nước dùng, nước sinh hoạt đấy, cho nên là nó có ba cái giọng. Vâng, chất giọng khác nhau. Bắc Kỳ thì nói tiếng phổ thông hơn và nó thuần Việt hơn. Vâng. Nhưng Trung Kỳ thì chọa chẹ rồi, thế còn Nam Kỳ thì coi như là pha tạp rất nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, kể cả ngôn ngữ người Hoa, người Khmer, vâng, người Champa. Thế thì rông dài về cái phương ngữ Nam Bộ này đấy, hay là cái folklore Nam Bộ này đấy, thì tôi thấy nổi bật lên đó là cái phong cách của người Nam Bộ anh ạ. Vâng. Phong cách nó hình thành lên 300 năm nay rồi. Đó là cái đặc tính của người Nam Bộ, hay là phong cách người Nam Bộ đấy. Rất là hào hiệp, khí khái. Người Nam Bộ là rất là thoáng trong vấn đề tư tưởng tự do dân chủ. Dạ vâng. Thế vào hình thành lên cái phương ngữ Nam Bộ, cũng như cái văn hóa Nam Bộ đấy, mang tính chất đặc thù rất riêng, mà ngày nay chúng tôi thấy rằng là cái phương ngữ Nam Bộ này đã lan ra tới Hà Nội, ví dụ như là hết sảy không ạ? Vâng, vâng, đúng rồi. Ví dụ như cái từ như là bị đâm xe. Vâng, vâng, vâng. Nhưng Nam Bộ nó gọi là tông xe chính xác hơn, hai cái xe tông vào nhau, hay là bị xe tông thì nó rõ rệt hơn. Hay là từ béo, trong Nam là từ mập. Vâng, vâng. Nghe từ béo nó kinh dị hơn, mà từ mập thì nó nghe nó là nó dịu hơn. Thế là trở lại cái đặc tính người Nam Bộ đấy, cái phong cách người Nam Bộ đấy, thì chúng ta thấy là hào hiệp, khí khái và quý trọng tình bạn. Họ sống rất dân chủ, rất thoáng. Mà nổi bật nhất đó là cái khí khái, cái hào khí Nam Bộ rất rõ rồi. Vì sao họ có cái hào khí này? Vì sao dân Nam Bộ lại có
cái thông thoáng trong cái vấn đề tư tưởng tự do dân chủ. Thì theo tôi đấy là họ sớm thoát ly được cái nho giáo đã suy đồi ở miền Bắc anh ạ, cái thời chị Nguyễn Xuân Tranh này gọi là thời kỳ nho giáo suy đồi đấy, và sau họ đen tối đấy mà xuất hiện lên những cái áng văn chương bất hủ của Nguyễn Du và của ba nữ chúa Thơ Nôm, đó là Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm và Bảo Huyện Thanh Quan, cũng như những chuyện Tiếu Lâm xuất sắc như là chuyện Trần Quỳnh đó, Vâng. rồi Tiếu Lâm Việt Nam. Trong đau khổ thì là tiếng cười nó là liều thuốc Vâng, anh. vâng, vâng. Thì dân Nam Bộ cũng vậy, nhất là cái lưu dân đấy mà Khánh Kiệt thì bị cướp hết ruộng đất vì chiến tranh điêu linh và trôi dạt vào đây để sinh cơ lập nghiệp, và vào cái vùng đất Nam Bộ này thì là đất rộng người thưa anh ạ, Vâng. thiên nhiên lại ưu đãi, mưa thuận gió hòa, hai miền hai mùa mưa mùa khô rõ rệt, tôm cá thì nhiều vô kể, lúa gạo thì không cần trồng là cũng đã có lúa trời Dạ vâng. để gặt cấy về ăn, cho nên là người Nam Bộ là sống rất hào hiệp, rất khí khái là như vậy. Tức là xuất phát từ cái thiên nhiên ưu đãi, người ta không cần phải để dành bất cứ cái gì cả. Sáng trong nhà ngủ dậy, ra ngoài có thể là vơ vài con cá, rồi là vài cái cọng điên điển, rồi bứt vài cái bông lúa cũng đã sống được cả ngày. Và như vậy cái việc tích trữ là không cần thiết, cái chuyện xây nhà cao cửa rộng để tích trữ lương thực thực phẩm không cần thiết, và cái việc xây nhà lầu xe hơi để khoe mẽ cũng không cần thiết, mà Chính người xác, ta rất là bổ bã và sống nó chỉ có thế thôi. Vâng. sống chân thật đấy, Vâng. sống rất là bình dị, mà họ không có cái khách sáo như kiểu Bắc Bắc Hà chúng ta, Bắc Kỳ Và chúng là đưa ra cái sự đãi ta. bôi ngay Cái đặc tính Nam Bộ đó rất là quý, Dạ vâng. nhưng mà từ năm 75 đến giờ thì nó bắt đầu pha giảm nhiều không còn hào hiệp như là khí khái được như xưa đó. Đất rộng người thưa cho nên gặp nhau là quý trọng, và kết thân là huynh đệ tương tà, à huynh đệ là mật thiết ngay, chỉ cần một ly rượu thôi. Mà trong cái Nam Bộ này thì tôi gọi cái vùng đất Nam Bộ này là văn minh rượu đế và sinh đẻ không kế hoạch Dạ vâng, sống rất là tự nhiên, hòa nhập nhỉ. rất là với thiên nhiên, vâng. Không có cảnh nhà ngói cây mít rồi là hàng xóm con gà thất nhau tiếng gáy, Dạ không vâng. phải là Và sống có lẽ là cái chủ đề về văn hóa, lịch sử, chính trị, xã hội đang nói về vấn đề phương ngữ, và như vậy đã dẫn dắt cái câu chuyện của anh, của chúng ta, của mọi người đến những cái vấn đề nóng bỏng nhất của ngày hôm nay. Vâng, nóng bỏng nhất của ngày hôm nay, của những tuần vừa rồi là xã hội, thời sự, vận mệnh của quốc gia đang nói nhiều đến rất nhiều là các cái chuyện là thành lập băng nhóm, thành lập vùng miền, thành lập cứ địa và cái văn hóa đảo chính. Vâng, văn hóa đảo chính. Anh đã nói rất nhiều về văn hóa này, xuất phát từ các anh gọi là các anh bưng biển, các anh võ biển và các anh tướng biên thủy. Người ta thích lập ra một vùng căn cứ địa để người ta sống với chính họ, chứ không biết là cái vấn đề quốc gia đại sự. Vâng, đó là những cái điểm rất là nóng của những ngày, những tuần vừa rồi. Và như vậy là cái văn hóa mà anh vẫn được cho là miền Bắc đi xâm lược miền Nam, chứ miền Nam làm gì có để mà các anh xâm lược. Ở đây ấy, nó có những cái rất là đặc trưng như anh đang nói là văn hóa vùng miền. Vâng. Anh có thể lý giải tại sao nó lại hình thành cái văn hóa vùng miền mà đến bây giờ nhà nước Việt Nam chúng ta mới bắt đầu manh nha đặt ra cái tên gọi là đảo chính, chứ còn đảo chính chỉ có ở chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây, chính quyền Pháp và các cái nước tư bản, chứ còn ở cái văn hóa của người Việt, tức là văn hóa ở miền Bắc ấy,
cái vấn đề đảo chính nó xa xôi và nó không có trong ngay cả trong từ điển, hình như các nhà khoa học cũng chưa tìm thấy bao được được bao nhiêu. Vâng, anh có thể chia sẻ được cái điểm này để mọi người, quý vị khán thính giả để hiểu rõ hơn. Vâng, xin mời anh ạ. Tôi nghĩ rằng là đặc điểm của ba miền đấy là rất rõ rệt. Ví dụ miền Bắc thì là rất gây lý luận phải không ạ, Dạ vâng. bởi vì cái nho giáo nó ăn sâu vào cái tiềm thức xã hội rồi, cho nên lý luận là trên hết. Và miền Bắc có thể nói là cái nôi của văn minh sông Hồng, vùng đồng bằng sông Hồng đấy, nó là cái nôi văn hóa của cả nước, từ tiếng nói chữ viết cho đến là cái phong cách sống anh ạ. Vâng. Cái đó là chúng ta phải tự hào. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng đẻ ra những cái thói tật xấu đấy. Ví dụ như là sống rất là màu mè kiểu cách, khách sáo, không chân thật bỗ bã, hoặc là thuần thục như là miền Trung, miền Nam. Cho nên miền Bắc đấy là chủ thể của văn hóa cả nước, cái đó là tôi cho nó rõ rồi. Mà tiếng ở Hà Nội là tiếng trung tâm nhất, là tiếng Việt phổ thông rõ ràng nhất. Cho nên VTV3 là tôi rất thích các cháu phát thanh viên mà nó lên nó dẫn chương trình này. Thế nhưng mà có cái giọng đọc của dân Nam Bộ, ví dụ như là cháu con bé này là con gái của bố tôi ngày xưa đấy, À 16 tuổi tự nhiên quên tên đó, kỳ lạ đấy. Hay phát chương trình thời xưa đấy, cháu có cái giọng Nam Bộ đấy, pha Bắc Bộ đấy, nó rất hay. Bây giờ trở lại cái miền Bắc như vậy thì miền Trung như thế nào? Miền Trung thì nắng lửa gió Lào, thiên nhiên khắc nghiệt, con người là phải bươn chải, phải đấu tranh với thiên nhiên để sống còn. Cho nên miền Trung đấy là rất khắc khổ. Và ngôn ngữ thì là không giống ai cả, tức là nó chọi chẹ, nó rất nặng, nhất là dân Nghệ An hay là Quảng Bình, rồi vào Quảng Trị thì còn kinh khủng hơn, Quảng Ngãi. Cái tiếng miền Trung là rất khó nghe. Thế nhưng bù lại đây thì dân miền Trung rất hiếu học anh nhỉ, Vâng. họ học để họ vươn lên, họ chinh phục thiên nhiên, hoặc là họ rời khỏi quê hương đó đi đến vùng khác để với ý định tức là sẽ nắm vai trò chủ chốt đấy Vâng. để mà thay đổi cuộc đời. Cho nên dân miền Trung là rất cách mạng, hay là cũng rất là khí khái, và đặc biệt là cái phân biệt vùng miền rõ rệt, đó là cái cục bộ địa phương anh Vâng, chính xác. ạ. Dân Nam Bộ thì cũng là cục bộ địa phương, nhưng mà thiên nhiên ưu đãi cho nên không chịu học. Vì Vâng. không Không cần cần học, vâng. không cần học cũng là kiếm sống được rồi, họ thiên về buôn bán làm ăn. Hay là không cần nhà ngói cây mít như ở Bắc Bộ, bão bùng nhiều, mưa gió thì là thất thường, khắc nghiệt. Mùa nóng thì là há mồm ra không thở được, nhưng mùa đông thì lại lạnh co rúm lại và tê tái hết. Miền Nam thì là mưa thuận gió hòa, cho nên họ chả chả cần gì cả, và họ sống rất là phóng khoáng, rất là khí khái và rất là chân thật. Thế thì trải qua 300 năm như vậy, chúng ta thấy nổi bật lên đó là đất nước chúng ta đã có 4 lần tiếp biến văn hóa anh ạ. Vâng. Tiếp biến văn hóa thì là về Nho giáo thì là chúng ta tiếp biến văn hóa Trung Hoa là tới 2.500 năm, mà nặng nề nhất là miền Bắc anh ạ. Vâng. Miền Trung cái Nho giáo là nặng nề ở miền Bắc, miền Trung. Nhưng Nam Bộ thì nó phai nhạt đi rồi, Và nó tan đi nó chỉ ảnh đi hưởng khỏi vậy cái Nho giáo và suy đồi. Nó ảnh hưởng nhưng mà nó giữ được cái gì, không phải là cái Nho giáo mà là cái lễ giáo vậy. à vâng vâng vâng
Cho nên dân Nam Bộ rất lẽ rằng nghe Sài Gòn này thôi, những gia đình ở miền Bắc di cư vào năm 54 thì họ vẫn dạy con họ nói tiếng lòng Bắc, Vâng. thấu đồng cách Bắc và rất là hay. Ở Sài Gòn này, phong cách người là Bắc, người Hà Nội là thể hiện rất là rõ rệt. Thì trong khi Bắc Bộ cái bến văn hóa, Bắc Bộ Trung Bộ cái bến văn hóa với lại Trung Hoa, thế mà chúng ta thấy ảnh hưởng rất rõ rệt trong văn học nghệ thuật, trong phong cách sống. Thế thì miền Nam đấy thì lại tiếp biến văn hóa với lại phương Tây sớm hơn anh ạ. Vâng. Cho nên là từ năm 1885 đấy thì là Nam Bộ đã là thuộc địa của Pháp rồi, tức là Tây hóa Nam Bộ rồi anh ạ, Vâng. nhất là Sài Gòn này. Và đồng thời mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông đấy, chính là dựa vào cái tiếp dẫn văn hóa với lại Pháp, Pháp quốc. Thì sau đó thì là dần ra thì là miền Bắc là tiếp dẫn văn hóa với lại Nga, Trung. Và trong cuộc chiến tranh Ý thức hệ thì rõ ràng là Liên Xô Trung Quốc là viện trợ Việt Nam để đánh Mỹ anh ạ. Vâng. Nhưng Nam Bộ đấy thì lại tiếp biến văn hóa với lại cái kinh tế thị trường sớm nhất, cái mà chúng ta phê phán gọi là cái chủ nghĩa thực dân mới đấy anh ạ. Vâng. Cho nên là tiếp biến văn hóa với Mỹ thì quá tuyệt rồi, chúng ta đừng nói bơ thừa sữa cặn hay là Sài Gòn là thành phố là ánh đèn neon vàng vọt đấy, là trụy lạc trụy đồi, không phải như vậy anh ạ. Vâng. Sau giải phóng năm 75 thì chúng ta mới thấy rõ vấn đề, và Dương Thu Hương đã phải ngồi bệt ở chỗ chợ Bến Thành đấy, ngồi khóc vì mình nhận ra một điều là Nam Bộ đẹp quá, Nam Bộ bình dị quá, Nam Bộ thân thương quá chứ không phải là đau thương anh ạ, Vâng. không phải là dân siết dưới ách Mỹ ngụy. Cho nên là cái bài mà nhân chứng lịch sử đấy, chứng nhân lịch sử đấy, là nó thể hiện cái điều đó, ai giải phóng ai chưa biết. Thế nhưng mà dân Nam Bộ lại là coi như là cái ngày mất nước anh ạ. Vâng. Nó quan niệm như vậy. Sau đó thì là những cái đại hội đảng, nhất là cái giai đoạn mà 75 85 đấy là chúng ta khủng hoảng trầm trọng về chính trị anh ạ. Vâng. Mà như năm 87 tôi nói đấy là xuất hiện cái xu thế là chống đa nguyên đa đảng, mà ông Trần Xuân Bách là nạn nhân. Vâng. Mà như tôi đã trình bày rồi, tức là không thể có đa nguyên đa đảng được, một khi là cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa nó có rơi rớt từ cái thời chiến tranh như thế suốt 30 năm như vậy, thì nó không thể nào nó có cái thể chế nào thay thế được, hệ tư tưởng nào thay thế được. Bây giờ Vâng. Thế thì mình trong cố cái câu chuyện anh đang chia sẻ, nói đến cái ác, nói đến vấn đề ý thức hệ, cũng như là nói đến vấn đề là ai giải phóng ai. Càng ngày chúng ta là những người trong cuộc mới thấy rõ được một cái vấn đề nó nổi bật, và đồng thời nó làm chúng ta phải suy nghĩ lại. Đó là gì? Cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ, nói như thế là nó chưa hoàn chỉnh. Bởi vì Mỹ tham gia chỉ là một phần, mà người ta tham gia với cái vai trò là ý nghĩa của chính trị. Người ta từ lính đến tướng đều có một mục đích là điều khiển cuộc chiến, chứ người ta không tranh giành cái quyền lực của bất kỳ người lính hoặc là sĩ quan nào ở trong cái bộ máy điều khiển của cuộc chiến đó. Nhưng khi nó biến tướng thành người Việt đánh lẫn nhau ấy, tức là giữa người lính của Việt Nam Cộng Hòa và người lính của xã hội chủ nghĩa, thì ở đây nó thể hiện một cái rất quan trọng, đó là chính những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, người ta tranh giành là tranh giành cái tên riêng của mỗi người lính, tranh giành cái quyền lực riêng của mỗi người lính, người ta phấn đấu để trở thành những người thủ lĩnh ở các nhóm, thủ lĩnh ở các cái trận, và thủ lĩnh ở cái quyền lực cao nhất, đó là cái quyền lực của
của cái nhóm được gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chính vì thế họ sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau ở các nhóm để leo lên. Và người ta sẵn sàng là giành cái quyền điều khiển giữa các nhóm với nhau để trở thành thủ lĩnh. Và cuối cùng là gì? Sẵn sàng đảo chính ở mọi tình huống để trở thành cái người lãnh đạo cao nhất, được gọi là nói chuyện trực tiếp với lại đại sứ Hoa Kỳ chẳng hạn. Đấy cũng là cái vùng biển. Vâng, thì anh đánh giá thế nào? Và chính vì thế nó mới thể hiện cái ác. Cái ác, ác nhất đó là gì? Là người Việt đánh người Việt. Vâng, và khi cái chế độ nó sụp đổ thì cái người ta nuối tiếc nhất lại không phải là ai, cũng không phải là Mỹ, cũng chẳng phải là những người lãnh đạo của nhà nước Việt Nam, mà là các ông tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa. Người ta nuối tiếc cái người ta đạt được, người ta mong muốn, đó là chủ nghĩa cá nhân. Thì anh đánh giá thế nào về cái công nhận xét này ạ? Đây là hậu quả của hậu chiến tranh lạnh. Dạ vâng. Chiến tranh lạnh bắt đầu từ năm 1947. Đối đầu giữa hai phe, phe đế quốc đứng đầu là Mỹ và phe xã hội chủ nghĩa đấy đứng đầu là Liên Xô Trung Quốc. Anh ạ. Vâng. Thì để trong cuộc chiến tranh lạnh này đấy, thì Việt Nam là điểm nóng và trở thành lính xung kích của Xô Trung đấy, chống lại đế quốc Mỹ. Vâng. Cho nên Việt Nam là điểm nóng, trong khi thế giới là chiến tranh lạnh, chạy đua vũ khí hạt nhân, thế rồi là phân chia cái khu vực ảnh hưởng ở châu Âu, ở châu Phi, châu Á, họ đều là tranh giành nhau cái ảnh hưởng về văn hóa là tư bản chủ nghĩa và cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Tranh giành nhau nhau thì Việt Nam là lính đánh thuê, tôi nói thẳng là như vậy, là điểm nóng trong cái chiến tranh này. Thế thì sau cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm đấy, thì tôi thấy rằng là cái hậu quả của nó để lại đây là đúng như cái ý đồ của Trung Quốc, là đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, anh ạ. Vâng, vâng. Đấy là cái điểm nổi bật nhất, và đến bây giờ cũng vậy. Nó vẫn muốn là Việt Nam bị chia cắt mãi mãi, và đánh Mỹ hay là chống Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Và cuối cùng thì tất nhiên là sáp nhập vào lãnh thổ Trung Hoa thôi. Đấy là cái xuyên suốt của cái lịch sử hậu chiến tranh là. Vâng, rõ ràng là cái cách đánh giá nhìn nhận của anh với góc nhìn khoa học, góc nhìn của một người viết sử, góc nhìn của người nghiên cứu sử, mới thấy được xuyên suốt cả 4.000 năm lịch sử, như hôm nọ anh nói, là Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ cái dã tâm là mong muốn người Việt không phải là đánh nhau với người Việt, mà đánh nhau với bất kỳ một quốc gia nào, miễn là phải đánh đến người Việt cuối cùng. Vâng, dân số không thay đổi anh ạ, là con số cuối cùng, nhưng cái mảnh đất hình chữ S nó là một cái miếng mồi, nó cũng không bao giờ thay đổi, chỉ có điều không còn người Việt nữa, thì đấy là cái người Trung Quốc bước chân một cách thênh thang, và đấy là cái mong muốn, có đúng anh? Đấy, vừa rồi là chúng ta thấy là trong một thời gian ngắn thôi thì là Phó Tổng thống Mỹ, bây giờ là Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là liên tiếp đến thăm Việt Nam. Vâng. Thế nhưng cái chuyện là chúng ta bàn rồi. Thế nhưng mà chúng ta bàn về cái vấn đề đấy là những cái biến động trong cái chính sự và dẫn đến cái thế sự hiện nay. Và chúng ta thấy rằng là quân đội đã vào cuộc để mà chống lại cái âm mưu đảo chính lật đổ của cái thế lực bên ngoài, cũng như là cái thế lực nội xâm trong nước. Thế thì tập trung ở đây là dân Nam Bộ, mà chúng ta biết rằng là họ bức xúc từ rất lâu rồi đấy. Trong suốt các thời kỳ thành lập đảng đến nay là gần 70 năm rồi,
chưa có bí thư, tổng bí thư nào là người Nam Kỳ Vâng, cả. vâng, vâng, chính xác đấy ạ. Mà chủ yếu là người Bắc Kỳ, mà phải có lý luận. Thì cái yếu của lý luận hiện nay là gì? Là cái phương pháp luận về về chủ nghĩa xã hội đấy, nó đã sụp đổ rồi, cùng với cái triết học Mác Lênin chúng ta thấy là thế giới đó đã từ bỏ rồi, Liên Xô Đông Âu tan rã rồi, cộng sản thì bây giờ là còn bốn nước, thì Trung Quốc là không theo cái chủ nghĩa Mác nữa rồi, mà nó theo cái chủ nghĩa Mao Trạch Đông rồi, sau này còn gọi là chủ nghĩa Tập Cận Bình này. Vâng. Thế còn thằng Bắc Triều Tiên ấy, thì là cũng không phải là cái tư tưởng cái thời chống Mỹ Việt Triều trước kia nữa, mà nó cũng có cái phong cách riêng với lại vũ khí hạt nhân nguyên tử, đe dọa cả thế giới, đe dọa cả Mỹ luôn. Vâng. Anh Cuba thì là sau khi Fidel mất ấy, thì diễn ra là cái quá trình như là cũng tự sụp đổ anh ạ. Vâng. Mọi người biểu tình như là này nọ đấy, mà nghe sẵn nước Mỹ như vậy thì rõ ràng là ảnh hưởng đối với Mỹ là rất rõ rệt, mà Cuba là luôn luôn căng thẳng anh ạ. Vâng. Tình hình Cuba căng thẳng như vậy. Ngày xưa chúng ta có câu là Cuba thức thì Việt Nam ngủ, mà Việt Nam ngủ thì Cuba ngủ thì Việt Nam thức để canh giữ cho nhau. Vâng, tức là mượn về cái khoảng cách địa lý giữa hai mặt tối sáng của vòng quay 24 giờ để chứng minh là bên kia ngủ thì bên này thức, nhưng cái này muốn so sánh là anh thức để cho tôi ngủ, gọi là cái ca trực đêm đấy. Bây giờ thì Cuba đã thức tỉnh rồi, nhưng Việt Nam thì vẫn đang ngủ mê. Cái đó mới là cái vấn đề đấy. Vâng. Nhưng mà như tôi nói hôm trước là cái thế sự của mình bây giờ là cái lực lượng Hán Nô đấy, nó chiếm phần đông miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam thì đều là phụ thuộc tàu rất nhiều lĩnh vực, nhất là phụ thuộc vào kinh tế, những khu vực kinh tế, những cái chủ thầu mà các công trình thế kỷ hay là ba đặc khu đấy là nằm ở khắp ba miền đất nước rồi. Vâng. Cho nên cái thế lực này đấy, thế lực của lực lượng nội phản này đấy, nó rất lớn bây giờ, Vâng. mà nó lớn bởi vì cái tài chính Trung Quốc nó rót tròn, cái nhà thầu Trung Quốc nó đầu tư vào, mà nó dùng tiền để nó làm tha hóa chính trị, cái nền chính trị của Việt Nam bây giờ. Vâng. Và có một cái câu hỏi em có giao lưu với một số người mang cái tư tưởng Âu hóa, cũng hay đàm luận, hay đánh giá và nhận định, cứ cho rằng là gần 4.000 năm lịch sử của Việt Nam bị một nửa thời gian là đô hộ bởi giặc phương Bắc, và người ta đã thành công ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó cái lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực tâm linh, lĩnh vực là con người nó đã xâm nhập. Nhưng có một cái không thể thay đổi được hồn cốt của người Việt, đó là tiếng nói và cái cách sống của người Việt. Thế thì những cái năm gần đây có một số các cái văn hóa, có một số các cái đường nét người ta cho rằng thế này, đã bắt đầu đánh bại được cái chủ nghĩa mà người Trung Quốc đã gieo rắc hơn nhiều ngàn năm qua bằng một cái văn hóa gọi là ở cái phong tục người sống và người chết. Thế giữa cái người sống và người chết nó thể hiện ở chỗ này. Ở miền Bắc, tức là tính từ đèo ngang trở ra, tại sao vẫn hằn lên một cái gọi là cái cải táng, tức là cái người chết ấy là người ta tạm chôn ở một cái vị trí sau 3 năm khi tan hết phần phần mềm rồi, còn phần xương cốt bắt đầu mới đưa đi ở tập trung một cái chỗ nào đó, từ cái hòm ván sang một cái tiểu sảnh rồi mới an táng. Và như vậy nó đẻ ra một cái gì, ở cái vùng đất ấy mà đất tốt thì phân hủy được hết và xương trắng xương đẹp đấy, còn ở vùng đất xấu, ví dụ phùng nhiễm phèn nhiễm mặn chẳng hạn, ở một số vùng quê ở về ven biển chẳng hạn, thì hầu đại đa số qua cái thời hạn 3 năm
xương vẫn đang còn nguyên, thịt vẫn đang còn, và người ta phải làm một cái điều rất mất vệ sinh, đó là hoặc là đem dao đi dọc rồi là làm đủ các thứ để đạt được một cái gọi là cái thủ tục cải táng. Nhưng người ta cho rằng cái cải táng này ấy, nó không có văn hóa của người Việt gốc, mà nó đem cái văn hóa của cái bọn xâm lược Trung Hoa là sang từ bên phương Bắc về. Đó là gì? Nó sống nhưng nó không an cư, nó sống nhưng nó không lạc nghiệp. Bởi trong mỗi một ngày sống là sẽ có người chết, đồng đội chết và người lính của nó chết. Nó chỉ tạm chôn thôi, còn khi nó rút quân về thì nó sẽ đem cái hồn cốt đấy về quê hương bản quán của chúng nó. Và chính cái văn hóa này của nhiều ngàn năm nó đã để lại cho người Việt mình một cái thủ tục là cứ tưởng rằng cải táng là của mình, nhưng không phải. Đây là văn hóa của bọn đi xâm lược. Nếu như chúng ta đi xâm lược nước khác cũng luôn luôn canh cánh, à ngày mai thất trận ta phải đào xương cốt của đồng đội ta đem về. Và như vậy là gì? Ở thời điểm hiện nay bắt đầu đã xoay chuyển, bắt đầu đã thấy được văn hóa này và đã cơ bản thay đổi. Trước hết là vấn đề khoa học, đó là các cái nhà hỏa táng đã hình thành và cái văn hóa gọi là cải táng đã bắt đầu phai nhạt. Thứ hai là một số các cái công viên vĩnh hằng của người Việt Nam đã bắt đầu hình thành, đó là cho phép chôn một lần và xây lăng mộ luôn, gọi là đào sâu và chôn chặt. Thứ ba là cái văn hóa này ấy, nó chỉ ảnh hưởng từ đèo ngang trở ra, còn từ đèo ngang trở vào hầu đại đa số vẫn giữ nguyên hồn cốt của người Việt cổ, người Việt xưa, đó là không có chuyện cải táng mà vẫn một lần đào sâu chôn chặt, xây lăng mộ và vĩnh hằng luôn. Vâng, và như vậy có một số ý kiến cho rằng đã bắt đầu bám sát vào công nghệ của thời đại công nghệ và văn hóa Trung Quốc đã bắt đầu càng ngày càng khó xâm nhập hơn đối với văn hóa của người Việt Nam. Liệu rằng những cái thay đổi này khoảng ít chục năm nữa người Việt sẽ tự đứng lên bảo vệ chính kiến của mình và bảo vệ bằng chính văn hóa của mình? Đầu tiên, nếu như ở văn hóa tâm linh là không còn cái thủ tục cải táng nữa và cái văn hóa của người phương Bắc đã bắt đầu không còn tác dụng, thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về cái sự tiến bộ của người Việt và sự chủ động của người Việt, hay là đây chỉ là một cái cuộc sống tự nhiên và nó vận hành một cách tự nhiên ạ? Vâng, anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, anh vấn đề anh đang đặt ra đấy là nó là vấn đề thời sự đấy. Sài Gòn đây là từ 4 tháng nay là liên tục là, mỗi ngày là 200-300 người bị chết vì dịch Covid, và đến nay thì là đã có 1.500 cháu, 500 trẻ mồ côi đấy. Vâng. Mất bố mẹ vì dịch Covid. Vâng, không còn nơi nương tựa anh ạ. Cái đó là đau đớn lắm. Vâng. Thế mà nhiều người chết như vậy thì phải chọn cách là hỏa thiêu thôi, nhưng mà hỏa thiêu cũng không kịp. Từ cái chỗ mà quan tài bằng cắt tông hay là quan tài đầy đủ đấy thì sơn son thép vàng thì bây giờ là không có quan tài giấy nữa mà là bọc ni lông anh ạ. Vâng, thậm chí không còn quan tài anh ạ. Họ xịt thuốc vào rồi họ đưa lên container, rồi là dùng container này đẩy vào cái lò thiêu. Thế thì miền Bắc thì là chúng ta thấy rồi, đó là chủ yếu là cái vùng đồng bằng Bắc Bộ đấy là sống ngâm da chết ngâm xương, và cái văn hóa mà cải táng đấy nó ở cái vùng đồng chiêm trũng anh ạ. Vâng. Cái vùng đất Nam Hà mà quê của anh Bùi Văn Khang đấy. Vâng vâng. Là nhất định là 3 năm là phải cải táng, không có là xương nó mục đi, mộ nó sập thì là xui xẻo cho cả gia đình dòng họ. Cho nên bây giờ là cái cải táng này đấy nó đã thay đổi rồi. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta thấy là sau rất nhiều những cái quốc tàng đấy, các vị lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia về chầu trời đấy thì họ xây lăng mộ rất to. Vâng, không chịu cải táng nữa. Tức là cái nghĩa trang bài dịch đấy. Vâng. Trước kia ưu tiên dành cho lãnh đạo, sau đó thì là hình như là Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng đã chủ trương là xây dựng một khu lăng mộ riêng cho đảng viên, cho lãnh đạo đấy. Mấy ngàn hectare đấy
ghê gớm lắm. Thế thì bác Hồ cái năm mà 69 mà cụ mất ấy, thì cụ để lại di chúc nói rõ là sau khi tôi chết thì không nên tổ chức linh đình, phải không? Vâng. Tang lễ linh đình tốn kém tiền bạc của nhân dân, còn thân xác thì bỏ thiêu và chia cho ra ba miền trên ba ngọn đồi ở ba miền đất nước này. Và trồng cây xanh lên cho bà con đến viếng để có bóng mát. Cái hỏa táng của chúng ta là chưa hợp như bác Hồ đã nói, chưa phù hợp, nhưng mà chúng ta nên nên nói theo. Vâng, Thế còn vâng. là Nam Bộ nó khác Nam Bắc Bộ ở chỗ tức là nó đào sâu chôn chặt từ lâu rồi, tức là chôn một lần thôi, quan tài là mấy chục triệu chứ không phải là quan tài gỗ ván thô như là miền Bắc hay là vàng tâm như là cái thời mà vua chúa. Cái phong cách là mai táng của người Nam Bộ ấy, là nó có từ lâu rồi, có chôn một lần và xây lăng xây xây mộ luôn, kiên cố luôn. Nhưng đến bây giờ đấy thì chúng ta thấy rằng là mấy chục năm gần đây thì đã xuất hiện là những cái tục mai táng là hỏa thiêu anh ạ, Vâng. mang cho cốt đến để gửi ở nhà chùa hoặc là mang từ Mỹ về vân vân. Thì theo tôi là cái hỏa táng này đấy là nó rất văn minh, nó không tốn đất như là các quan tham chúng ta hiện nay đang xây lăng lăng mộ dòng họ. Cho nên tôi đã viết bài là Sấm Trạng, không biết Vâng, là chúng ta có lòng nghe không. dạ vâng, cũng đang 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 liên quan đến chủ đề, rất là muốn anh chia sẻ cái bài Sấm Trạng hôm nay, nó liên quan rất là nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng văn hóa chính trị xã hội. Vâng, có thể anh chia sẻ bài Sấm Trạng ngày hôm nay cùng với quý vị khán thính giả. Ăn đến đất thì sớm ngủ với giun thôi, sống ngất ngưởng thiên đường nhưng nhục nhã muôn đời, chết nơi địa phủ sừng sững bao nhiêu những lâu đài biệt phủ, dòng họ bọn quan tham lăng mộ đã quây quần chưa như đá vững như đồng, đổ sỉ nhục cả ngàn năm bia miệng. Chúng sợ hãi ươn hèn cầu ngoại bang cướp nước bán tháo cả mả mồ của liệt tổ liệt tông, bán cả máu xương triệu triệu những vong hồn đã tuân tiết đã hy sinh vì tổ quốc, báng bổ cả cha ông thờ phụng lũ giặc tàu, bản đồ đất nát nhau màu chết chóc, bọn bay có ngủ yên trên giải đất tiên rồng, nước mắt chảy thành sông triệu triệu người đã khóc, ý chí vẫn trào dâng những giai điệu tự hào, 4.000 năm 4.000 năm sông Bạch Đằng nhuộm máu, khói vẫn cuộn hờn căm tự cổ huyết do hồng. Thế thì vì sao có cái câu là Đằng Giang tự cổ huyết do hồng, thì cái tích nó như thế này, tức là cái sứ Đằng Giang văn minh đấy của chúng ta đấy, đã đối đáp với lại vua Minh. Khi vô minh là đề quạt với bốn câu thơ với cái vế đối Vâng. là đồng trụ chí kim đài dĩ đủ. Cái thâm ý của vô minh đấy là nhắc lại cái việc Mã Viện ngày xưa chôn cột đồng này, ở Mê Linh đấy, ghi cái mốc nhục mất nước vào năm 40. Và nguyên văn của câu này là dịch ra là cột đồng ngày nay rêu đã phủ xanh. Vâng. Rất là ý Cái nghĩa. chữ ở sứ thần Giang Văn Minh đấy đáp trả ngay rất đanh thép: Đằng Giang tự cổ huyết do hồng, tức là sông Bạch Đằng từ ngàn xưa tới nay máu giặc vẫn còn lại anh ạ. Vâng. Câu đối là chan chát trả lời lẫn ý, nhưng mà có lẽ là đó là cái câu trả lời của tôi đối với lại vấn đề anh đặt ra. Dạ vâng, rất là sâu sắc.
mà lý giải bằng vấn đề khoa học lịch sử, cách nhìn của nhiều ngàn năm để thấy được là cái huyết mạch của người Việt vẫn chảy, ý nguyện tâm hồn người Việt vẫn chảy và giữ được cái bản sắc của dân tộc đến thời buổi này, đến lúc này sau hàng ngàn năm lịch sử mà bị phương Bắc đô hộ. Đó là cái điều tuyệt vời của dòng giáo tiên dòng, đúng không ạ? Vâng, và rất là quý, bởi vì hôm nay anh đã dành cho chương trình thời lượng chương trình xin phép anh chỉ vài ba chục phút, nhưng mà thời lượng cũng đã gần một tiếng đồng hồ, và rất là nhiều các cái lĩnh vực, rất là nhiều các câu hỏi định hỏi anh, nhưng mà thời lượng đã hết. Vâng, và dành lại những cái buổi sau. Và để chấm dứt kết thúc chương trình buổi hôm nay, vâng, vẫn như thường lệ, anh cho một vài câu kết và gửi đến quý vị khán giả tạm dừng buổi đàm đạo, và hẹn anh và quý vị khán giả ở nhiều buổi sau. Vâng, xin mời anh ạ. Chúng ta chưa đề cập đến cái vấn đề mà đặt ra đấy, tức là cái văn hóa đảo chính của phương Nam. Lan man quá, cuối cùng rồi cái chủ đề chính lại cứ phải hẹn là kỳ sau. Vâng, thôi cứ theo Tam Quốc anh ạ, có gì hồi sau sẽ rõ. Vâng. Thế thì cái chuyện này nó là vấn đề thời sự mà nó đang diễn ra đấy. Dạ vâng, nếu có thể anh chia sẻ được một chút nữa để mọi người ta cũng chia sẻ rồi hẹn những cái sau không cần thiết hơn. Vâng, anh chia sẻ thêm ạ. Thôi để đến kia sau đi cho nó trọn vẹn hơn. Dạ vâng. Thì tôi kết thúc cái buổi sáng hôm nay của chúng ta, đây là cái bài thơ Màu Xám. Vâng. Màu xám tức là cái màu mà của lý thuyết. Vâng. Và còn cái cây đời thì là như mãi mãi xanh tươi đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Là câu của Goethe đấy. Vâng. Cái bài Màu Xám tôi viết như thế này: mọi lý thuyết đều là màu xám, xám hoàng hôn, mây xám, u sầu. Tình yêu đến rồi đi, cơn mưa chiều u ám. Vận nước cũng lâm nguy, thêm xám bạc mái đầu. Cuộc đời sẽ ra sao? Ta sẽ sống ra sao? Em sẽ sống ra sao? Triệu muôn triệu tâm hồn u ám. Nước đã mất, ta cũng về với đất. Xám bạc ánh chiều, giọt nước mắt lặng thâm. Thế rồi là chúng ta cũng, tôi đã đăng lên cái bài của anh Thái Tăng mới viết. Dạ vâng, em cũng xem rồi ạ. Vâng. Thôi thì để đến kỳ sau chúng ta sẽ là. Dạ vâng, vâng, mong mong kỳ sau anh chia sẻ. Và với cái giọng đọc của anh, nếu như có một cái thời gian thêm được cái dạo guitar như hôm trước, mọi người rất là thích. Mà tức là thơ và nhạc nó phải là một cái cặp bài trùng, đi thì nó mới vào lòng người một cách rất là sâu lắng anh ạ. Vâng, và cái nền nhạc cái của Bom Pháp Lý là cái bài Đinh Mạnh, cái bản bản nhạc Đinh Mạnh của Beethoven đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Vâng. Bản giao hưởng số 9 đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Tức là nó có một cái lý do, đó là không biết là tôi nghĩ rằng là cái độc giả của chúng ta đây là phần lớn là miền Bắc với Hà Nội không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì tôi xin vài phút là đọc bài thơ mà thế sinh viên hay là thanh niên của chúng ta rất yêu thích đấy. Được không ạ? Dạ vâng, mời anh chia sẻ. Vâng. Đó là cái bài lại về Pautovsky. Vâng. Của thi sĩ Bằng Việt. Anh Bằng Việt là anh của Nguyễn Việt Chiến đấy. Dạ vâng. Là thằng Nguyễn Việt Chiến. Và anh Bằng Việt ngày xưa là cũng đã từng là phó chủ tịch thành phố Hà Nội phải không? Vâng, cũng để lại một vài ba tác phẩm mà học sinh sinh viên cũng đã từng được được nhắc đến đấy. Tôi xem đọc cái bài thơ này. Vâng, xin mời anh. Bài này là do anh bạn tôi chép cho đấy, mà thời sinh viên thì chúng tôi truyền tay nhau chép cái bài thơ này. Rất hay. Lại nghĩ về Pautovsky. Đồi trung du phơ phất gió thông già, trường sơ tán hồn trong chiều lộng lộn. Có những trang sách suốt cuộc đời đi vẫn nhớ, vì những đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu. Lắng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu, hay chuyến xe đêm thẫn thờ mê đắm. Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm,
một bầu trời vĩnh viễn gấp hương hoa. Có thể rồi sau ta cũng sẽ đi qua một cánh cửa nao lòng trong chuyện kiếp. Có tiếng chuông rung, con mèo thắc thít, ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từ mong. Xa xôi sao thời thơ ấu sau lưng, nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế. Khi giọt nước xoay trên tay không cùng màu sóng bể, biển mặn mà sôi động biết bao nhiêu. Khi anh đến bên em trong biển cả lưng chiều, ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ, dám thử mọi lo toan nó vạch dấu chân trời, dấu xanh thẳm cái bình minh chợt đến, dấu đen rầm thế đây bóng êm trôi. Và hạnh phúc rời xa như một nốt đàn khăn, nốt cao quá trong đời sao động quá, hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả, lại ngọt ngào kỳ lạ lớn lao hơn. Anh đã đi qua bao lẽ từng cơn cây rung lá trong chiều thanh thản nhất, anh quý cả bầu không gian ngây ngất một tiếng thầm trong nắng mới lao xao. Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao. Có thể ngày mai thôi, có thể hóa tóc tiên ơi, sớm mai vào tuổi trẻ lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm. Bao tốt khi là dĩ vãng trong em, thành dĩ vãng hai ta bây giờ anh gặp lại. Nhưng không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế. Khi tuổi xuân vừa đó đã qua rồi, đưa em đi tất cả cũng xong rồi. Ta đã lớn và Pautovsky đã chết. Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện kiếp, dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em. Xin hết. Dạ vâng, đúng là bài thơ lắng đọng. Và nhất là những thanh niên, học sinh, sinh viên đã một thời xem nước Nga là điểm đến, một thời xem nước Nga là điểm dừng chân, và một thời xem nước Nga là cái nơi học hàm, học vị để trở về quê hương đất nước, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhưng cái điều đó dù có là thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn để lại trong hồn cốt những thanh niên ấy, những sinh viên ấy, một cái điểm đẹp, điểm nhấn vô cùng đáng giá. Và đến hôm nay tất cả những người đó vẫn không bao giờ quên vàng và hình ảnh các cái bài thơ của Pautovsky, của Chiến tranh và Hòa bình, rồi rất là nhiều tác phẩm để đời khác vẫn còn đó. Ví dụ là như anh em mình ít nhất đã từng xem không phải một lần mà rất nhiều lần cái tác phẩm kinh điển của điện ảnh Liên Xô lúc bấy giờ, đó là gì? 17 khoảnh khắc của mùa xuân. Ta mới thấy hết ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của người lính, và nhất là người lính khi đã phải nằm sâu ở trong cái lãnh địa của kẻ thù, thì mới thấy cái giá trị tinh thần nó luôn luôn là cao cả, và hồn cốt của quê hương đất nước, và nhất là ở đó mới thể hiện được cái hồn cốt dân tộc nó cao cả. Chứ nó không như cái đầu cái câu chuyện của anh em mình, đó là gì? Cái văn hóa đảo chính nó nhỏ nhoi, nó còn con và nó ích kỷ đời thường, và nó quá tầm thường, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Và có lẽ là bài thơ vừa rồi cũng là thay lời muốn nói, anh đã kết thúc chương trình buổi đàm đạo hôm nay, vấn đề về quê hương đất nước, con người và lịch sử. Vâng, văn hóa nó luôn luôn là đồng hành với cuộc sống. Vâng, rất là cảm ơn anh, và thời lượng chương trình không cho phép chúng ta kết thúc ở đây. Vâng, chào anh và hẹn anh ở buổi sau. Dạ vâng. Tôi cũng xin qua cái sóng của mình này, là tôi cũng gửi tặng anh Alibaba và những người bạn của tôi ở Hà Nội, ví dụ như anh nhạc sĩ Nguyễn Anh Hồ, anh Đặng Nguyễn, rồi là bạn Phạm Cầm Thu để mà leo lên xe cảnh sát. Dạ vâng. Tôi chào anh, chào Hà Nội. Dạ vâng, chào anh. Chào anh, hẹn anh ở phía sau. Dạ vâng, chắc chắn.